Kính thưa quý vị, kể từ khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Đài Loan, tình hình ở khu vực này đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các tàu chiến nước ngoài, đặc biệt là tàu chiến Mỹ, đã nhiều lần đi qua khu vực này, khiến chính quyền Bắc Kinh phẫn nộ. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng thuộc lãnh thổ của mình và nếu cần sẽ dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo với Hoa Lục. Đài Loan hiện là vấn đề nóng trong quan hệ song phương Mỹ-Trung những năm gần đây. Mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là bên cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo. Hôm nay, chuyên mục phân tích và bình luận của Deccan News sẽ gửi tới quý vị một bài phân tích về những chính sách của Mỹ và Trung Quốc đối với vấn đề eo biển Đài Loan, cũng như vị thế của khu vực này trong mối quan hệ giữa hai nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Tuyên bố của Trung Quốc về eo biển Đài Loan. Trong cuộc họp tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á vừa được tổ chức tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã tuyên bố mạnh mẽ trước Bộ trưởng Quốc phòng của các nước rằng nếu Đài Loan độc lập, quân đội Trung Quốc sẽ không ngần ngại chiến đấu. Một hành động mang tính khiêu khích mạnh mẽ như vậy ngay lập tức đã trở thành tiêu điểm của quốc tế. Ngay sau đó, chính quyền Bắc Kinh đã tuyên bố rằng họ có quyền tài phán đối với eo biển Đài Loan. Điều này một lần nữa gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi. Tuyên bố về tính chủ quyền của eo biển Đài Loan bắt nguồn từ tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khi trả lời các câu hỏi của giới truyền thông ngày 13 tháng 6. Ông Uông Văn Bân nói, eo biển Đài Loan là vùng biển nội bộ của Trung Quốc và Trung Quốc được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển Đài Loan. Ông nói thêm, luật biển quốc tế không có nhắc đến vùng biển quốc tế. Cách nói eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế là đang can thiệp vào vấn đề Đài Loan, cũng là đang đe dọa chủ quyền của Trung Quốc. Ngay sau đó, cơ quan đối ngoại của Đài Loan đã đưa ra tuyên bố Trung Quốc đã cố tình bóp méo các quy tắc quốc tế để biến eo biển Đài Loan thành vùng đặc quyền kinh tế của mình. Nỗ lực của Trung Quốc nhằm sáp nhập Đài Loan là rất rõ ràng. Tuyên bố được Đài Bắc đưa ra một ngày sau khi ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh có chủ quyền và quyền tài phán ở eo biển Đài Loan. Ngày 14 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Âu Giang An cho biết eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế và áp dụng nguyên tắc đường biển tự do của luật pháp quốc tế. Bất kỳ hành động nào của tàu nước ngoài trên eo biển Đài Loan tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm cả việc thông qua mà không mang tính xâm hại đều được tôn trọng, đồng thời hỗ trợ nhiệm vụ tự do hàng hải của Mỹ nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. Việc Trung Quốc phớt lờ các chủ trương của Đài Loan, bóp méo các quy tắc của luật pháp quốc tế, coi eo biển Đài Loan là vùng đặc quyền kinh tế của mình và cố gắng thôn tính Đài Loan là điều không thể chấp nhận. Tuyên bố của Trung Quốc dường như nhằm đáp trả việc tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Sampson DDG-102 hạm đội 7 của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vào tháng 4 năm nay. Mỹ đã tuyên bố hoạt động lần này được tiến hành thông qua vùng biển quốc tế theo luật biển quốc tế để thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đáp lại câu trả lời của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ông Ned Price nói, eo biển Đài Loan là đường biển quốc tế. Đây là vùng biển tự do. Các hoạt động qua đường biển và đường bay ở đây được bảo hộ bởi luật pháp quốc tế. Ông nói rằng Mỹ vẫn sẽ tiếp tục di chuyển và hoạt động trong các khu vực được luật pháp quốc tế cho phép, bao gồm cả việc quân đội Mỹ bay qua vùng eo biển Đài Loan. Cách giải thích của Trung Quốc về chủ quyền eo biển Đài Loan không thực sự nhất quán. Vào năm 2017, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lưu Chấn Dân đã trả lời các câu hỏi của giới truyền thông rằng eo biển Đài Loan là một tuyến đường biển quốc tế được chia sẻ bởi cả hai bên eo biển. Vài năm sau, để chống lại chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ, Bắc Kinh ngày càng tỏ ra mạnh tay hơn trong các hành động ở vùng biển xung quanh. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1982, lãnh hải là vùng biển nằm trong phạm vi 12 hải lý tính từ đường cơ sở của bờ biển. Điểm xa nhất của eo biển Đài Loan tính từ đường cơ sở bờ biển là khoảng 70 hải lý. Nó thuộc vùng đặc quyền kinh tế ngoài lãnh hải, theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Các tàu bè có quyền tự do hàng hải trong vùng đặc quyền kinh tế. Do đó, những gì mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố là trái với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Mỹ đề xuất đạo luật chính sách Đài Loan nhằm ứng phó vấn đề eo biển Đài Loan. Mặc dù Trung Quốc thường xuyên phản đối các hoạt động quân sự của Mỹ ở vùng eo biển Đài Loan, nhưng quy chế pháp lý của vùng biển không phải là vấn đề thường được thảo luận trong các cuộc họp giữa Mỹ và Trung Quốc. Chỉ trong vài tháng trở lại đây, các quan chức Trung Quốc đã đưa ra những ngôn luận về các vấn đề pháp lý của vùng biển. Điều này làm cho triển vọng về eo biển Đài Loan khó được bảo đảm, nơi Trung Quốc đang tung ra một thách thức đối với ảnh hưởng khu vực và sức mạnh quân sự của Mỹ. Đối với những tuyên bố mơ hồ của Trung Quốc khi phủ nhận eo biển Đài Loan thuộc khu vực biển quốc tế, hàng năm Mỹ đều cho các tàu chiến di chuyển trên khu vực biển Hoa Đông, Biển Đông và nhiều lần đi qua eo biển Đài Loan. Trong năm nay, Hải quân Mỹ đã có 3 lần đi qua eo biển Đài Loan. Vào ngày 17 tháng 6, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ và Lindsey Graham, đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Ngân sách Thượng viện, cũng đề xuất đạo luật chính sách Đài Loan năm 2022 nhằm tăng cường mối quan hệ hai nước, đồng thời giúp Đài Loan tránh khỏi sự xâm lược tiềm tàng từ Trung Quốc. Đạo luật chỉ định rằng Đài Loan là đồng minh chính ngoài NATO, MNNA, đánh dấu sự điều chỉnh toàn diện nhất trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan kể từ khi đạo luật quan hệ Đài Loan được thông qua vào năm 1979. Thượng nghị sĩ Menendez cho biết đạo luật chính sách Đài Loan năm 2022 là một tuyên bố mang tính đột phá. Khi Bắc Kinh tiếp tục tìm cách uy hiếp và cô lập Đài Loan, quyết tâm của chúng tôi đứng cùng với người dân Đài Loan là điều không thể nghi ngờ. Ông tin rằng dự luật là cánh cửa quan trọng để Mỹ xây dựng lại sự ổn định và an ninh xuyên eo biển, đồng thời gửi một thông điệp rõ ràng từ Bắc Kinh không lặp lại những sai lầm giống như ông Putin xâm lược Ukraine. Dự luật đạo luật chính sách Đài Loan dài 107 trang và được chia thành 3 chương với 9 chủ đề lớn. Dự luật xác nhận về đạo luật quan hệ Đài Loan và thể hiện 6 bảo đảm quan trọng trong chính sách hiện tại của Mỹ đối với Đài Loan, hỗ trợ Đài Loan về quyền dân chủ, kinh tế và quân sự, đồng thời thiết lập các cơ chế mới để ngăn chặn sự đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan. Về phương diện viện trợ quân sự, Mỹ cần sửa đổi nội dung liên quan trong đạo luật quan hệ Đài Loan để mở rộng phạm vi vũ khí hiện cung cấp cho Đài Loan từ vũ khí phòng thủ sang vũ khí có lợi cho việc răn đe quân đội Trung Quốc xâm lược. Dự luật cũng đề xuất sáng kiến hỗ trợ an ninh Đài Loan, cho phép viện trợ quân sự nước ngoài 4,5 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới và ưu tiên các yêu cầu hỗ trợ từ Đài Loan. Tăng quỹ dự trữ chiến tranh hàng năm để hỗ trợ quốc phòng Đài Loan từ 200 triệu đô la lên 500 triệu đô la. Vị thế eo biển Đài Loan trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Eo biển Đài Loan là tuyến đường thủy rộng khoảng 180 km ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc đại lục. Mỹ và đồng minh coi eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế rộng mở đối với tất cả và thường xuyên điều chiến hạm tuần tra hàng hải qua đây, trong khi Bắc Kinh thường phản ứng gay gắt với các tàu chiến nước ngoài qua lại vùng biển này. Đây cũng là một trong 4 tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng nhất trên thế giới. Hơn 50% GDP về lĩnh vực công nghệ cao của thế giới được giao dịch ở đây, với hơn 1.000 tàu vận tải đi qua mỗi ngày, bao gồm tàu chở dầu, tàu chở hóa chất và tàu container. Eo biển Đài Loan có thể nói là huyết mạch của kinh tế thế giới và là kênh quan trọng của kinh tế Mỹ. Nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát eo biển Đài Loan sẽ có những tác động trực tiếp về kinh tế và quân sự. Theo ông Hạ Lạc Sơn, phóng viên của thời báo ICT, người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong quân đội, cho biết nếu Trung Quốc bắt đầu thực hiện chủ quyền lãnh hải trên eo biển Đài Loan và yêu cầu các tàu đi qua phải báo cáo, trong khi Mỹ và các nước phương Tây đều không chấp nhận hành vi này, eo biển Đài Loan sẽ ngay lập tức trở thành tâm điểm của xung đột. Việc Trung Quốc đơn phương thay đổi bản chất chủ quyền của eo biển Đài Loan có khả năng làm leo thang đối đầu quân sự, dẫn đến việc sẽ có thêm nhiều tàu chiến nước ngoài đến khu vực này. Các nước có thể cử đến tàu chiến hộ tống hạm đội của mình. Hải quân Mỹ sẽ tồn tại lâu dài ở eo biển Đài Loan với danh nghĩa hộ tống, thậm chí có thể kiếm cớ dừng lại ở các cảng Đài Loan. Nhưng nhiều khả năng là không có gì thay đổi. Điều này có nghĩa là các tàu chiến nước ngoài đi trong vùng biển quốc tế này có thể bị giám sát nhưng không bị quấy rối. Sẽ không có tàu chiến nước ngoài nào báo cáo cho Trung Quốc và sẽ không có gì xảy ra trừ khi Trung Quốc chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận mọi hậu quả có thể xảy ra. Bởi vì Trung Quốc không nhất thiết có khả năng thực hiện chủ quyền mơ hồ này và Trung Quốc luôn là một thế lực bên ngoài mạnh mẽ trong các vấn đề quốc tế. Và đến đây, mục tin phân tích và bình luận của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại!